trong khách sạn nó có cái nhà hàng đó mọi người. Mình có order một cái bàn trên đây nè. Tối nay mình sẽ ăn tối ở đây nha. Hay ha. Mình cũng không nghĩ là ở ngoài này nó có dim sum luôn mọi người. Không nghĩ ngoài côn đảo có dim sum luôn. Để một lát mình sẽ cho mọi người xem cái dim sum trên này nó như thế nào nha. Xây dựng kiểu cổ cổ nha cả nhà. Này mình đã order trước rồi cho nên vào sẽ có ăn luôn. Đấy, họ đem như một cái dĩa hoành thánh chiên nè mọi người. Thì trong cái bánh này nó chỉ là cái bánh hoành thánh thôi nha, không hề có nhân thịt nha. Họ hỗ trợ trong lúc mà chờ đồ ăn ra đó. Rất là lịch sự. Mới chiên á nên nó còn giòn nóng. Này mới phát hiện mình ăn bánh chiên không cũng ngon nữa. Bình thường ăn là tưởng mình ăn hết nhân thịt. Các bạn thử nhà đi, ăn rồi dùng thử. Bánh chiên ngon. Có hỏi gì đâu? Đây này là cái gì? Bánh chị ăn ngon mẹ. Ủa, đặt con chiều giờ hả? Không phải vô đây được. Ủa, cái này nhìn thấy ngoài không? Hay không? Hả?